Hoài Mộng, rồi Hoài Mộng đi học làm trang điểm nữa. Có ai nghi ngờ Hoài Mộng gì không? Thấy ra. Không, cái này là có một cái lý do để mà ép ra bây giờ. Tiêu chí của em bây giờ là đặt ra phải là bạn gái là phải tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình. Nhưng làm sao để ta tin trong khi mình rất tin? Hoài Mộng đi học làm trang điểm, đơn xin yêu. Anh đọc xong rồi anh đưa cho em coi. Hết hồn. Kính gửi ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đại diện là ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường. Rồi. Cùng toàn thể quý khán giả, tôi tên Cao Huy Hoài Mộng. Nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò với cô .. cô đó. Nếu may mắn tôi được em chấp nhận thì tôi nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò. Okay, vậy, yêu sách hả? Yêu sách hẹn hò của em đề ra. Tên Cao Huy Hoài Mộng. Ủa, đàn ông tên Mộng hả? Trời. Ờ, đàn ông tên Mộng bình thường chị. Mộng mới chị. Hoài, rồi, Hoài Bảo bao chị. Nhiêu tuổi, ở đâu, làm việc gì? Em nay được 32 tuổi chị. Em đang học theo lớp trang điểm nail. Trang điểm tóc. Quê bạn ở đâu? Em ở Gò Công. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Tên đầy đủ của em là Châu Ngọc Thảo, 25 tuổi. Em là nhân viên BG, tư vấn bán hàng. Và em có kinh doanh thêm nước hoa ở trên mạng. Cũng có một chút gốc gác ở dưới Gò Công. Ồ vậy hả? Dạ, Dàm Láng luôn. Bạn ở Dàm Láng gần biển không? Không, mình không ở Dàm Láng, mình ở Sài Gòn. Nhưng mà mẹ của mình hồi xưa cũng có ở dưới Dàm Láng. Anh em đi mình gì đây, mình là vợ chồng mới kêu bằng mình đó. Thế em có thích làm tóc, làm nail, trang điểm được không? Cái đó là hình như là cái đam mê của em á anh. Em cũng đang có một dự định là em sẽ học nail thêm á. Chắc đó là lý do tại sao anh học nail đấy. Vậy có lấy phí không anh? Để coi thế nào đó. Ủa sao mà coi là coi gì? Nếu mà là bạn bè thì chắc giảm 50%. Còn nếu mà xa hơn nữa thì là trả tiền lại nữa. Câu sau vớt lại chút chứ nghe câu đầu hơi dừng chút xíu. Hoài Mộng, rồi Hoài Mộng đi học làm trang điểm nữa. Có ai nghi ngờ Hoài Mộng gì không? Hay dạ. Không, cái này là có một cái lý do để mà ép ra tới giờ. Tiêu chí của em bây giờ là đặt ra phải là bạn gái á, là phải tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình. Nhưng làm sao để ta tin trong khi mình rất tin? Hoài Mộng đi học làm trang điểm. Cái lý do học trang điểm là trước kia em cũng đi làm. Làm đây làm đó là cái giờ muốn mở một cái gì ở riêng mình. Nhưng mà em thấy cái nail ở nước ngoài nó hay. Mình học mình về áp dụng cho ở Việt Nam có một cuộc sống ổn định. Anh hỏi để cho bạn gái bên kia hiểu thêm thôi. Rồi bạn nữ, bạn giới thiệu về mình đi. Ưu điểm của em á, thì em rất là vui vẻ, rất là hoạt bát với mọi người. Em có cái tật xấu á, là em nóng tính lắm. Có thể mà cái gì ở trước mặt em là em có thể quăng đi luôn. Chén ly gì nó bay thì em không biết. Sao gái lúc này nóng dữ vậy ta? Đồ trang điểm mua mắc tiền lắm á. Đừng có lấy trang điểm em cũng đam mê lắm chị. Trời em không có dám đâu. Chỉ có cái nóng tính thôi. Dạ, nóng tính. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? 2 mối tình chị. Em yêu hơi sớm tí, năm 16 tuổi. Cái tính của em thì thích một người đàn ông chững chạc, phải có cái suy nghĩ chín chắn, giống như là cái tính hay ghen á thì em cũng không thích lắm. Anh bên này là cũng lớn hơn em đó, tuổi này chị thấy hợp rồi đó. Xưa giờ Mộng được mấy mối tình rồi? Mộng 4 mối tình rồi chị. Nhưng lý do sao mình chia tay? Tại về tính chất công việc của anh, của em á, thì em hay đi nước ngoài làm. Đi nước ngoài làm gì? Trang điểm á hả? Dạ không, trước em làm bên quản lý nhà hàng khách sạn, cũng làm bên Xin, bên Canada, bên Mỹ. Mộng, anh hỏi thiệt Mộng nha, có ai nghi ngờ giới tính em không? Trời, sao nãy giờ ông Mai ông cứ hỏi cái vụ này hoài, tôi nghi ngờ quá là vậy Mai trời. Thấy rõ cái coi này. Cái coi. Chào chị, chịu nghi không? Chị đang quan sát chút nè. Cũng có một số người hỏi, nhưng mà em thì cứng. Sao chị cứng mà nghe nó không cứng vậy? Cứng cái gì? Đứng lên coi. Cứng hết. Không, gồng lên coi, cứng không? Trời, cứng lắm, không gồng rách áo, cứng lắm. Cứng không? Hôn phụ nữ lần cuối cùng cách đây bao lâu? Chắc cũng khoảng 4 tháng. Rồi, Mộng ngồi đi Mộng. Mộng cũng đừng buồn tụi anh, bởi vì tụi anh làm cái nghề mai mối này tụi anh phải tìm hiểu cho nó kỹ. Đẹp trai quá trời nè. Đẹp trai, đẹp trai quá đi nghi đó. Thì bởi vậy anh về mình ta cũng nói anh bóng. Nhưng mà nó... thôi giờ mình tạm tin nha. Để hồi bên kia kiểm tra. Rồi. Đúng rồi, bây giờ 32 tuổi. Mình đã tính tới chuyện kết hôn chưa? Cái khổ nhất của em là mỗi lần về nhà mẹ cứ ăn cơm mẹ nói thôi mày lấy vợ đi, hàng xóm nói mày bị đê. Mẹ còn vậy. Thấy chưa? Nói chứ mẹ còn nói mà. Đó là lý do tại sao mà ế. Không, anh tin rồi đó. Anh tin em là cứng hả? Tin em cái kia. Anh tin em cứng. Mà nó nghe nè, đi nước ngoài nhiều, làm việc nhiều, va chạm cuộc sống nhiều rồi thì mình đã chuẩn bị cho cái mái ấm của mình sau này chưa? Thì em cũng đang định
học xong rồi em mở cái salon cho mình. Ổn, ổn. Ổn phải không? Ổn. Ở hoa này biết hoa gì không? À, kho chị. Đúng rồi. Cái gió cái gì đâu đi chị lá coi. Lá thơ. Cái này á, không hẳn là lá thơ. Là cái gì? Cái này nếu mà không hợp á, thì nó là gốc thiệp. Còn nếu mà có nợ á, thì em sẽ mở ra và đọc bên trong. Để anh đem qua kia đọc cho. Để lấy tình cảm được ha. Nhưng mà anh hay thêm. Đừng có thêm nghe, đọc đúng sự thật của người ta. Đừng có gì mà hàng nhà trai mà không. Tại nãy giờ em có bỏ em nghe anh cứ nói hoài em không, lo bởi vì quá, anh cũng qua. Phải thương bạn nữ bên kia, rủ anh làm mai nhầm sao? Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Thôi qua đây đọc đi. Ô, chào cô gái. Dạ, chào chú. Dễ thương quá. Một chàng trai rất đẹp trai. Cứng không chú? Cứng, cứng chắc. Chú là kiểm tra sơ rồi, chú tin chắc rồi đó. Còn chú con kiểm tra với cái giác quan con thì tùy con ha. Bây giờ đọc lấy tình cảm trước nè, ấn tượng trước nè nha. Dạ. Trơn sinh yêu. Anh đọc xong rồi anh đưa cho em coi. Hết hồn. Kính gửi ban tổ chức chương trình, bạn muốn hẹn hò đại diện là ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường. Rồi. Cùng toàn thể quý khán giả, tôi tên Cao Huy Hoài Mộng. Nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò với cô chấm 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 cô đó. Dạ. Nếu may mắn tôi được em chấp nhận thì tôi nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò. Ừ, ghê vậy. Yêu sách, yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông Tơ bà Nguyệt. Đệ đơn chứ. Cao Huy Hoài Mộng đồng đơn. Chưa có chữ ký. Có đồng đơn. Nếu hồi được em ký vô nha, giữ luôn đi rồi hồi ký. Bây giờ có đẹp quá chị. Chị rất là xúc động lắm đó. Thật biết sự em sao á. Cái này rõ ràng là người ta muốn tiến tới một điều xa hơn luôn. Bây giờ nè, con nói chú nghe, con không thích điều gì ở đàn ông? Con không thích đàn ông ghen. Tại vì cái tính chất công việc của con á, thường hay đi công tác, đi tỉnh á. Con không thích những người mà ghen bóng ghen gió. À, thật sự khi là yêu rồi á, ai yêu ai cũng ghen hết á. Không yêu thì đâu ghen. Nhưng mà đúng thì không có ghen. Đúng. Rồi, còn gì không thích nó nói luôn. Con không thích bạn trai là ăn thịt chó. Có ăn thịt chó không vậy? À, 2 năm trước thì có ăn nhưng mà giờ bỏ lâu rồi chị. Bỏ luôn nha. Dạ luôn. Tại vì con yêu chó lắm. Yêu chó. Dạ. Có yêu chồng không? Chồng là phải yêu. Có nhiều người đó về ôm con chó không, không có ôm chồng. Dạ ôm cả hai. Hai đứa hai bên. Dạ đúng rồi. Rồi vậy cũng như xong vậy, ngang bằng nhau rồi. Gì nữa? Vì con hơi thấp á, con muốn một người nào đó được. Cao. Chú bảo đảm luôn, giống tốt. Chị. Chú quên. Cái đó anh đừng có nói bậy, anh chịu trách nhiệm á. Trách nhiệm. Chú đảm bảo rồi đó, cô gái cũng em, rất dễ thương. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Dạ hôm nay em đi tới với mẹ. Dạ chào cô. Tôi cũng xin chào chương trình và Huyền Linh với cô Cát Tường. Thì mẹ thấy cậu này thì cũng lịch sự thì mẹ cũng đồng ý. Được đấy. Cô cũng có nói là em nó thì cái tánh không có được dịu dàng lắm, coi như là không có tỉ mỉ á. Không được, được cái là con bù lại, con dịu dàng, con tỉ mỉ. Được. Vậy được chưa bác? Cũng dư tánh. Nếu mà tính tình thì con thuộc mẫu người chăm sóc gia đình, thích nấu ăn. Bác cũng nói rất là chân thành đấy ha. Hy vọng rằng mình sẽ hỗ trợ, bổ trợ cho nhau ha. Rồi, hôm nay Mộng đi với ai? Em đi với hai người bạn. Xin chào anh Quỳnh Linh, cũng như là chào chị Cái Tường. Rồi, chào bạn. Em là đồng nghiệp của Mộng. Công việc của em di chuyển đi chăm sóc hàng rất là nhiều. Có khi là trong một tuần mà tụi em phải bay tới 3 quốc gia. Cái khoảng cách yêu xa thì nó luôn luôn là nó gặp những cái trắc trở mà. Chính vậy mà Mộng quyết định là về Việt Nam. Dạ, rẽ theo một cái hướng mà em thấy cũng hơi lạ. À là em đồng nghiệp, là đồng nghiệp cái vụ mà đi là quản lý thôi chứ không phải là đồng nghiệp vụ làm neo đúng không? Đó là cái điều mà Mộng muốn về đây, muốn có cái việc gì đó ổn định hơn. Về bạn gái bên đây thì riêng Thắng thì Thắng thấy là rất là ok, thì hai người sẽ có cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn Thắng. Cảm ơn bạn. Giờ thì quyền quyết định của hai bạn. Nhưng trước khi anh kéo màn lên, anh hỏi Mộng rằng em mong muốn người bạn đời của mình như thế nào? Thích một người hiền lành một tí, tóc dài, đặc biệt là tóc dài. Dài đúng có không? Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Em không thích phụ nữ hay tụ tập chơi. Không, cô này rất giỏi kinh doanh làm ăn mà. Thôi được rồi, để cho hai bạn gặp nhau trực tiếp nói chuyện đi. Chứ cặp đôi này là ông Mai bà mối chịu rồi đó. Kéo màn. Nào, chúng ta hãy gặp nhau đi. Chào em. Dạ, em chào anh. Trời ơi, gì vậy? Tặng đi cho chị. Trời ơi, cảm ơn em làm bất ngờ quá. Có một cái món quà anh nghĩ là nó sẽ hợp với em hơn. Trời ơi, anh này anh hấp dẫn quá em ơi. Trời ơi, xuất sắc. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy anh thế nào? Hai bạn ngồi đi, ngồi tâm sự đi. Em rất thích cái tấm thiệp của anh. Em thích ở ngoài hay bên trong? Dạ, cả hai. Em có kiểm tra một cái gì? Dạ nha. Đừng có để nói chứ đừng để bên ngoài lấn áp bên trong nha. Phải hết sức tỉnh táo. Bây giờ muốn test cái gì? Em thì em thấy được rồi, không cần test. Trời, tôi thích cái cặp đôi này dễ sợ luôn vậy đó. Tại vì em đến với chương trình thì cũng tìm một người để tiến tới hôn nhân. Mình đến đây mình gặp nha chương trình này á. Khi mà anh quyết định ở đây á thì anh nghĩ đó là cái duyên.
Nhưng mà em khi mà tiến tới xa hơn một tí á, thì em mẹ như mẹ em nói thì em không phải là một người tỉ mỉ. Nếu như mà có cái tính gì xấu thì anh có thể chấp nhận được không? Em có một tính không, cũng không gọi là xấu, nhưng mà em hay nhõng nhẽo, rất là thích nhõng nhẽo với người người yêu của mình. Thì đó là chuyện hiển nhiên. Thật sự tính anh cũng nóng, anh nặng quả. Khi mà cưới vợ mà vợ nói chuyện nhỏ nhẹ, cho dù mình nóng mình cũng giảm bớt được phần nào. Anh thích ở cái chất giọng của em và cái mái tóc của em. Dạ. Còn bạn gái thấy sao? Con thì thấy anh trai này thì hợp với tính của con. Thôi chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ. Có mẹ ngồi dưới, có bạn bè thân ngồi dưới. Chuẩn bị 1, 2, 3 hết thời gian. Khoan phải ngồi đó, ký cho tôi cái đi. em có viết mà. Bản án chung thân có tên mình chồng có liên quan đó. Điền tên ở trên chưa? Hai đứa nắm tay vô coi. Dạ thưa bác, thưa các bạn quan viên hai họ. Đơn xin yêu kính gửi ban tổ chức chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, đại diện là ông Mai Quyền Linh và bà mối Cát Tường. Tôi Cao Huy Hoài Mộng, nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò cùng với cô Châu Ngọc Thảo. Nếu may mắn tôi được em Châu Ngọc Thảo chấp nhận, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông bà Quyền Linh và Cát Tường. Đệ đơn Cao Huy Hoài Mộng, người ký tên đồng ý Châu Ngọc Thảo. Chúc mừng. Không nhau. Dạ. Ngày hôm nay tôi xin công bố các bạn có quyền hẹn hò với nhau và mong muốn rằng các bạn phải làm đúng theo cái tờ đơn xin yêu này. Để đừng làm mất uy tín. Nếu làm sai, các bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ngoài cái đơn đó. Giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà của em, tại em cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, em có nhà riêng. Ồ, có nhà riêng luôn rồi. Vậy tốt quá ha. Mà rung quá trời rung nói chuyện mà mặt chực kia nè. Tôi đâu có ăn hiếp đâu. Với lại bây giờ lớn rồi, ai hiếp mình phải phản công lại chứ. Bạn nữ bên kia nếu mà có lấy về á thì bạn từ từ dạy bảo mình, bạn đừng đánh mình, đừng đánh mình. Trời ơi trời. Sao em? Hãy giờ nghe ảnh chia sẻ cảm giác em thấy sao? Em thì anh thuộc tiếp người ít nói á. Tội nghiệp em trai tôi quá. Nhưng mà anh bị ăn hiếp quá vậy, em nghe kể em thấy thương không? Thương chị ạ. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào anh Quyền Linh cùng quý vị khán giả ngồi đây. Em là Bùi Phượng. Năm nay em 23 tuổi. Em đang công tác tại công ty thanh toán điện tử OnlinePay. Nhiệm vụ chính của em là làm về bộ phận nhân sự. Quê quán của em là Ninh Bình ạ. Rồi, dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thành Công. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 24 tuổi. Và hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Bên kia tên là Phượng Lê Thành Công. Phượng Thành Công. Được, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em chắc là em cũng được mọi người công nhận là vú nuôi của công ty. Em nấu ăn cũng là tạm được. Trong các buổi tiệc thì chắc em chuyên là người gọi là vú nuôi, chuyên xào nấu các kiểu để cho mọi người ăn cho thoải mái. Quá tốt ha. Dạ. Ôi trời đậm đà. Em được cái nữa là tâm hồn ăn uống hơi cao. Đặc biệt ưu điểm chắc là ăn nhiều béo, cũng béo chị ạ. Cái mức độ gọi là 8kg mỡ dư thừa. 8kg mỡ dư thừa. Em cũng mong là mình giảm, nhưng mà cái đấy nó xa xỉ quá chị ạ. Sao xa xỉ, giảm được mà em, trời mình ơi. Mình khó khăn quá. Chị cũng ăn nhiều nè, ham đi chơi, ham ăn lắm nè. Không sao đâu, ăn có sức khỏe cho nó đẹp. Rồi, nhược điểm của em chắc là nói nhiều. Chắc là gọi là bệnh nghề nghiệp. Một ngày mà em không nói được 1000 từ chắc là em gọi là tàu hỏa nhập ma luôn. Không nói là mình xì khói lên đầu đúng luôn đó dạ, vâng. Phải không? Dạ. Rồi, ok. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em á là em có đủ sự chín chắn để quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho người mình yêu thương. Và cái thứ hai á là em không có hút thuốc, em không có cờ bạc hay là nhậu nhẹt. Chỉ khi nào mà em giao tiếp với các cấp trên thì em mới uống giao tiếp thôi. Rồi. Tốt rồi. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì thỉnh thoảng cũng ngồi cũng hay rung đùi. Rung đùi nhiều người rung mà. Đừng có rung quá tao mỏi mắt thôi. Dạ. Với lại em cũng hay quên. Em đã có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua là cũng hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dài nhất là 2 năm. Sao chia tay? Do cái tính chất công việc của em á, cũng ít thời gian quan tâm á, cho nên vào một ngày đẹp trời, bạn đó đã có người khác. Nhớ chú ý điểm đó nha. Dạ. Quen cô ở đây là phải quan tâm nha. Bên đây mấy mối tình rồi em? Em cũng 2 mối tình ạ. Trước đây thì em yêu một anh chàng ngoài Hà Nội.
Sau khi quá trình học tập thì anh ấy lại trở về quê. Thời gian không thể níu giữ chúng ta. Thôi là anh ấy vì là khoảng cách đôi ta nên là em chia tay. Vâng, nói chung là chia tay xong một thời gian thì em có yêu thêm một người nữa, cũng ở ngoài Hà Nội luôn. Dạ. Tóm lại thì cuộc tình của em thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ có tóm lại một hai từ là trai bỏ, trai bỏ, trai bỏ. Cả hai mối tình đều bị trai bỏ hết. Thôi bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ bổ sung cho cái tình yêu mới này đẹp hơn ha. Quan tâm và ít nói chút xíu. Rồi bạn gái, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em thì cũng khá đơn giản đấy ạ. Cũng là một người ít nói, biết lắng nghe một chút, biết chia sẻ một chút. Có nghĩa là khá là người trung thủy. Vì cuộc sống mà cũng nhiều điều. Đừng có bỏ bạn gái nữa ha. Đúng rồi ạ. Bên đây ít nói đó, đúng luôn rồi đó. Có cái gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai hút thuốc. À, bên đây không hút thuốc, quá ngon rồi. Có cái hình mẫu lý tưởng không em? Chắc là da ngăm ngăm một chút. Ngăm ngăm ha. Vâng, với em thì quan điểm là trai đẹp thì của người ta, còn trai xấu mới là của mình. Quan điểm vậy rồi mà vẫn bị trai bỏ. Nào thiệt chứ, tức thiệt luôn. Còn bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ. Dạ. Kia đây là ngon. Chuẩn dạ. Luôn. Ừ. Quan trọng là biết quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em. Và phải biết được cái tính chất công việc của em mà thông cảm cho em. Cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, em không thích bạn đó xăm mình nhiều hay là cờ bạc, rượu chè gì đó. Gái nào tại mà ghê vì, vậy? Tính của em thì nó vốn hiền. Hiền từ nhỏ, hiền như con gái vậy á. Nhưng mà cuối cùng giờ em có là con gái không? Có cảm giác tự nhiên thích con trai không? Dạ không anh. Nhưng mà hồi nhỏ em toàn chơi với con gái. Em chơi toàn mấy trò bánh đũa hay là... Trời ơi. Giờ em còn chơi bánh đũa không? Dạ không. Em chơi tới năm lớp 5 á là em mới nhận ra em là con trai. Em là con trai. Rồi lúc đó em mới thích ra những cái trò chơi của con trai. Tự nhiên sao con mắt phải tụi nó giật dữ vậy ta? Rồi em chơi với bạn trai thì em chơi trò chơi gì? Em toàn là bị mấy thằng đó ăn hiếp không mà chị. Ăn hiếp không à? Dạ hiền quá nên bị đè đầu cửa cổ luôn á. Ở đây em có khóc không? Tới năm lớp lớp 9 luôn em mới hết khóc á. Em kể thử em một cái kỷ niệm nào mà em bị mấy bạn trai ăn hiếp. Em kể cái đó là bị ức hiếp luôn á chị. Ức hiếp sao rồi một cái trường hợp? Bị đấm vào mặt nè. Có lần á, năm đứa nó xúm lên nó lôi em lên sân thượng á, nó lột đồ em hết trơn luôn. Nó tưởng em là con gái hả hay sao mà lột đồ em? Dạ không có, tại nó em không chơi tụi nó, em ngồi tự kỷ của mình á. Không, nó không có ức hiếp em, nó có không có, nó chơi nó phá gì á anh. Lột đồ làm gì? Kiểu như chọc vậy, chờ em quần tà lõn vậy, xong rồi em phải chờ tới tan học em mới dám xuống hình mới bỏ đồ em trong lớp. Rồi bây giờ lớn lên còn bị ăn hiếp không? Dạ không, qua cấp 3 cái là hết rồi. Bây giờ em mạnh mẽ chưa, em men chưa? Dạ giờ em rất là mạnh mẽ. Bây giờ em có hiếp lại được ai chưa? Dạ trời ơi. Em không có mạnh mẽ quá, giờ em mất mạnh mẽ. Dạ em chưa bao giờ ăn hiếp ai hết chị, nhất là đối với phụ nữ em chưa bao giờ lớn tiếng hay là dùng hành động gì hết á. Dạ giờ quay lại cái vấn đề nè, nãy giờ em chưa có nói là cái mẫu người lý tưởng của em sao quý vị. Em có hình mẫu lý tưởng gì không? Nó sao ta? Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương. Nãy giờ em nói chuyện cô bên này, em hình dung cổ như thế nào? Ăn mà dư thắm khí mỡ, chắc cũng hơi tròn tí. Hơi tròn, hơi gì nữa? Mặt cũng hơi tròn tí. Em đoán là chắc chắn là dễ thương. À sao tự nhiên không thích người ta xăm mình? Nếu mà nhỏ 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 này á, dễ thương thì được. Chứ mà xăm bệ gì... Em phải có bạn gái xăm bệ vô, em dẫn đi mới khiếp mấy thằng kia lại được. Chứ để mấy thằng kia năng hiếp em sao? Dạ thôi, là phần lớn là gia đình của em không có chịu. Khi nào đám cưới? Sang năm chị. Sang năm được. Giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà của em, tại em cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, em có nhà riêng. Ồ, có nhà riêng luôn rồi. Vậy tốt quá ha. Bà rung quá trời rung, nói chuyện mà mặt giật kia nè. Tôi đâu có ăn hiếp đâu. Với lại bây giờ lớn rồi, ai ăn hiếp mình phải phản công lại chứ. Bạn nữ bên kia nếu mà có lấy về á thì bạn từ từ dạy bảo mình, bạn đừng đánh mình. Đừng đánh mình. Trời ơi trời. Sao em? Hãy giờ nghe ảnh chia sẻ cảm giác em thấy sao? Em thấy anh thuộc tiếp người ít nói. Tội nghiệp em trai tôi quá. Nhưng mà ảnh bị ăn hiếp quá vậy, em nghe kể em thấy thương không? Thương chị ạ. Rồi ảnh không bảo vệ em được rồi sao? Không, chắc em bảo vệ anh được á. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Rồi. Dạ, em hiền nhưng mà em có thể nếu mà có cái trường hợp nào đó bất trắc á, em vẫn có thể tự bảo vệ được. Bằng cách em, nào? Em có về thể lực và em cũng có võ nữa. Em có học võ karate được 2 năm. Ủa, ghê. Một chút muối dẻo cho em coi nha.
Em không dám. Chào em gái. Chào anh ạ. Em thấy anh khỏe không? Khỏe. Nói chứ nãy giờ chọc bạn mà trai bên đây thôi. Bạn bên đây rất là hiền. Bây giờ bạn bên đây đồng ý thì chừng nào em sẽ cho người ta bước tới? Càng sớm càng tốt anh ạ. Bây giờ em nghe anh ấy nói em thấy có hợp gì tính với mình không? Cũng một phần nào đấy ạ. Bên đây á 24 tuổi nhưng tính còn rất con nít. Còn em 23 tuổi nhưng mà tính em phải nói là rất là cứng á. Tính tình em rất là bản lĩnh luôn á. Em có sợ nghĩ rằng mình sẽ là người là làm chủ, thậm chí làm trụ cột gia đình luôn không? Thực ra thì với thiên chức của người phụ nữ Việt Nam ấy, có một cái phần nào đấy luôn luôn là người đứng sau một người chồng của mình để thúc đẩy cái công việc, luôn là người phía sau để ủng hộ cho tất cả những cái quyết định. Em có thích lấy con trai miền Nam không? Em cũng chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Hay dễ thương lắm, anh thấy được á. Hôm nay em đi với ai em gái? Trai, ha? Hôm nay em đi với em họ của em. Rồi, để chị nghe ý kiến của gia đình em ha. Chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Em tên là Thắng, em là giai em họ nhưng mà có thể là lớn tuổi hơn Phượng. Thì em thấy Phượng là một người rất là mạnh mẽ và cá tính, rất là quyết đoán. Còn bạn Nam bên đây thì em thấy anh ấy rất là sáng sủa, cũng dễ thương. Với hai là khi mà anh này chia sẻ thì em thấy là có thể là trong cuộc đời nó có duyên á. Nếu mà có nên duyên vợ chồng hay gì nó có sự bù trừ á, rất là hay. Nếu mà nên duyên được thì rất là tốt, rất là hay. Mình thấy nên có cơ hội trao cho nhau. Rồi, rồi cảm ơn em. Chào đi với ai? Dạ, em đi với em họ và người đồng nghiệp. Em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em là Tĩnh, em họ của anh Công. Dạ, em thấy chị bên này thì rất là dễ thương, xinh xắn. Còn anh Công của tụi em thì ưu điểm thì rất là hiền và ít nói. Anh này hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Còn anh có cái khuyết điểm là hay quên. Em thấy là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau, trao đổi với nhau nha. Mở rào. Đó. Em chào anh. Anh chào em. Hôm nay em có cái cây này tặng anh. Đây là một trong những cái cây yêu thích của em. Anh cảm ơn em. Anh cũng có cái món quà này cho em. Là anh có tự tay vẽ bức tranh này. Dạ, cảm ơn anh. Anh đưa cho mọi người thấy, gia đình thấy có đẹp không? Đó. Yeah. Rồi, mời các bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau thế nào đó? Hai người quay mặt gì vậy, xoay qua đây chứ tự nhiên xoay qua anh kia là sao trời. Dạ, em cảm thấy bạn nữ này rất là dễ thương, ngoại hình cân đối cũng hợp với em. Bây giờ bạn gái cũng đang lo lắng về em đó, em có thể hiện vài miếng vỏ thử coi. Ở đây em không dám, chỉ khi nào mà có phòng vệ không thì thử coi. Thí dụ ví dụ thử coi. Vậy em xin phép múa sơ. Đúng rồi, bài quyền ha, múa một vài bài quyền thôi. Thử xem nào. 2, 3 bắt đầu. Đó. Sẵn đứng hát luôn, hát luôn, hát luôn, biểu diễn bạn gái coi luôn. 2, 3 Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim hồn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em thấy anh mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ lắm. Bây giờ em cảm nhận nãy giờ những phút giây giới thiệu em thấy thế nào? Bây giờ khi mà được nhìn thấy nhau thì thấy là anh ấy khá là hiền, nhưng mà khỏe mạnh cái này quá em sợ quá. Nhỡ về nhà ăn hiếp nhau thì không sao? Có đâu, nói vậy thôi chứ dễ thương lắm, không thì ăn hiếp. Khóc rồi kìa. Khóc nha. Anh có chia sẻ là mình không thích cô gái có hình xăm ấy. Nhưng mà em lỡ có hình xăm rồi bây giờ làm sao ấy? Mà hình xăm nhỏ dễ thương không có sao. Anh chỉ sợ mà chơi một bầy nguyên người hay là nguyên con đại bàng gì đó. Nhưng mà thật ra đối với anh á, mà đến bằng tình cảm thực sự á, thì anh không có quan tâm. Chứ cái này là quá bình thường thời buổi giờ. Với lại ba mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Nếu mà quen lâu dài thì anh có bắt em về ở làm dâu không? Hay là mình sẽ ở riêng? Ta có nhà riêng rồi, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Anh công việc của anh có phải thường xuyên đi công tác xa không? Không em, anh chỉ đi vòng vòng thôi. Nếu mà có gia đình rồi á
đúng 6 giờ anh sẽ có mặt nhà. Nếu mà anh có cái tiệc tùng nào đó, anh cũng sẽ báo cho em biết một tiếng. Anh chỉ mong em là hiểu cho cái tính chất công việc của anh. Nhiều khi em nhắn tin qua, nhưng mà anh không thể trả lời liền được. Anh rảnh lúc nào anh sẽ nhắn tin lúc đó. Bố mẹ và gia đình của em thì vẫn ở quê, tức là ở Ninh Bình á. Thế bây giờ chỉ có một mình em ở đây thôi. Nhỡ mà có vấn đề gì về cuộc sống ấy, thì em có thể được về nhà không? Thì khi nào em muốn là em về, thì em nói cho anh biết một tiếng, anh sắp xếp. Rồi, thôi bây giờ nè, tỏ tình sao cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với mình đi. Giờ mạnh mẽ lên nè, thể hiện tính coi như là bản lĩnh đàn ông nè. Em làm bạn gái anh nha. Anh làm em này là em khó nói quá. Cho anh nắm tay cái đi, anh cảm nhận cũng được rồi quyết định. Mình sẽ bấm nút mình quyết định. Lâu lắm rồi mới được nắm tay. Anh cũng lâu lắm rồi anh mới được nắm tay á. Cái vậy tránh tốt chứ. Thôi em chắn nhìn công tử lắm chị. À, cái vẻ gì là không thích công tử đúng không? Dạ, đặc biệt là đừng có dê. Em thích con trai mà đòi hỏi. Bạn có dê không? Em dê em đâu có ế đâu anh. Tại sao bạn biết là em ta dê? Dạ, giống như em thấy bạn em mới quen mà nó đòi hỏi bạn gái này kia. Đòi hỏi cái gì? Này kia là cái gì? Nắm tay hay hôn gì đó, em không thích. Dạ, vậy. Ủa, dê hả? Dạ. Em nắm sao dê? Người ta xinh thôi mà, người ta xinh thôi. Chào em tên gì? Dạ em tên là Hồng Trinh. Hồng Trinh, dạ. Trinh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 21 tuổi. Em sắp dập tắt chị rồi đó. À, hiện tại giờ em đang làm ở đâu, làm công việc gì? Dạ hiện tại em là sinh viên năm cuối khoa báo chí. Hồng Trinh sinh viên báo chí hả? Rất là năng động đây. À, tôi sẽ mời một chàng trai để xem bạn ấy đến từ đâu và bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Xin mời. Mời bạn ngồi. Nhìn là biết ga lăng rồi hả? Hoan hoan cho em hỏi ngang, cái ga lăng là ga lăng sao? Mới bước ra sao biết ga lăng? Một chút bạn sẽ biết. Thấy rồi mà biết ga lăng liền. Tôi xưa gì chưa bao giờ tôi đi đâu mà tôi cầm cái này. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Lê Trương Đoàn Nguyện ạ. Hôm nay bao nhiêu tuổi bạn? Dạ năm nay em 30 ạ. 30 tuổi. Làm nghề gì? Hiện giờ em đang làm nhân viên văn phòng. Bạn vừa đẹp trai nè, thấy là rất ga lăng nè. Tôi thật sự tôi không tin bạn. Không tin bạn đến đây để tìm một nửa của mình. Dạ, tại vì em rất là nhát. Nhát hả? Nhát là sao? Sợ gặp con gái là run rồi. Không nhát gái rồi. Với lại thật thà quá, cái gì hỏi cũng trả lời hết trơn. Đôi khi gặp rồi kể hết chuyện bản thân gia đình, cái người ta sợ để chẳng tiền. À cái này hay nè, cái này tôi hỏi nè. Tôi với các Tường đang bàn với nhau là có nhớ nụ hôn đầu đời hay không? Và nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Anh ơi em mới hôn má à. Mới hôn má hả? Ủa sao hôn má rồi sao mà nóng lợi dụng thời cơ mình hôn kia luôn? Tại hôn má xong rồi cái rung quá không biết làm gì hết. Trời. Cảm nhận hôn má lần đầu tiên thế nào? Lúc đó em bao nhiêu tuổi, cái nụ hôn bao nhiêu tuổi mà rung? Hôn má đầu tiên là lúc 18 tuổi à. Còn hôn má nhiều lần sao là mấy tuổi? Hôn cái thứ hai năm 27 tuổi. Trời đất. Là sao? Có nghĩa là em hôn xong rồi 9 năm sau em mới hôn cái nữa hả? Cái là đó giờ hôn có hai cái hôn má rồi hả? Trời ơi. Đây là chàng trai còn nguyên vẹn. Rồi bây giờ em định khi nào em hôn má cái thứ ba? Dạ đang cố gắng có cơ hội thì thêm cái nữa. Còn bạn nữ kia sao bạn? Em sao hồi đó giờ em có ai hôn em chưa? Dạ chưa. Em đâu có dễ hôn. Chưa hôn má hôn mô một cái nào hết trơn đúng hả? Dạ. Có bạn trai chưa? Chưa. Sao giỏi dữ vậy trời? Cặp đôi trinh tiết. Bây giờ thẳng tôi hỏi luôn bạn, quan niệm thế nào về sống thử trước hôn nhân? Theo quan điểm của em á là thương nhau thì mình giữ gìn cho nhau cho đến cái ngày cuối cùng luôn. Cái này quan trọng nè. Bây giờ khi yêu là phải giữ gìn cho nhau, nhưng mà khi biết người yêu đã từng có mối tình trước đây rồi thì có giữ gìn nữa không hay là xả láng? Dạ quan điểm của em là vẫn giữ cho tới ngày cuối chị. Bây giờ lúc đó người ta không muốn giữ nữa rồi sao? Cố gắng giữ, còn nếu giữ không được thì đành chịu. À, vậy còn em quan niệm như thế nào? Em thích cái người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em thích là cao khoảng 1m7. Cao bao nhiêu?
Em cao có 1m55. Em cao 1m55 em đòi chỉ 1m7 dữ vậy? Tại em thích người cao hơn em cái đầu. Nghĩa đen nghĩa bóng luôn chị. Rồi sao cao không nhóm nhách được không? Không, nhìn có da có thịt một chút. Đừng trắng quá, da ngâm ngâm rồi được. Trời ơi, trắng đen quá bạn. Kỳ vậy trắng tốt chứ. Hả? Thôi vậy em. Trắng nhìn công tử lắm chị. À, thích cái vẻ như là không thích công tử đó không? Dạ. Đặc biệt là đừng có dê. Em thích con trai mà đòi hỏi. Bạn có dê không? Em dê em đâu có ế đâu anh. Tại sao bạn biết là người ta dê? Dạ giống như em thấy bạn em mới quen mà nó đòi hỏi bạn gái nó này kia. Đòi hỏi cái gì? Này kia là cái gì? Nắm tay hay hôn gì đó, em không thích vậy. Ủa chị là dê hả? Dạ. Em sao dê? Người ta xin thôi mà, người ta xin thôi, mình không cho là thôi. Vậy đó thì được, còn xứng tới là em chịu. Bây giờ quen nhau bao lâu thì được hôn? Khi nào em cảm giác an toàn thì em cho hôn. Tại sao là an toàn? An toàn ở chỗ nào? Khi nào giống như đừng đòi hỏi để em tự nguyện. Có nghĩa em hôn người ta thì được mà người ta hôn em là không được. Hơi căng này nha, hơi căng à. Tôi hỏi bạn là vậy tiêu chuẩn của bạn gái bên đó như vậy, tiêu chuẩn bạn như thế nào? À, em thích mẫu phụ nữ truyền thống. Truyền thống? Dạ. Nghĩa là lúc nào mặc áo dài hết? Dạ không, truyền thống nghĩa là thích nội trợ, thích công việc, thích cuộc sống gia đình, rồi không có sống phóng khoáng quá. Giống như em có một số nguyên tắc. Nguyên tắc của bạn là như thế nào? Không xả rác ngoài đường. Không xả rác. Gì nữa? Tuân thủ luật giao thông. Gì nữa? Không gây rối trật tự công cộng. Trời ơi, ba đồ la hết ông sùm đó hả? Ba điều kiện này ế là đúng rồi. 30 tuổi mà sao tôi nghe nó chịu tưởng đâu 80 tuổi vậy đó. Trời chị coi cái nghe em. Trời ơi cái gì mà quá. Đương nhiên cái luật lệ giao thông ai cũng chấp hành rồi ông à. Được cái bó hoa là có điểm thôi đó, còn như là mất điểm hết rồi đó. Không xả rác ở trong nhà, được không? Dạ, em không xả ngoài đường, em đem về em bỏ thùng rác. Vậy hả? Trời đất ơi. Cái từ là coi như là không có cái tiêu chuẩn nào là không được á. Người đó đối với chị là không được, nhưng mà chị nghĩ đối với em là được. Tại chị thấy hai người có vẻ hợp gu với nhau lắm. Để em coi thử thế nào, bên đây đẹp trai lắm nha. Hồi hợp, thở ra không vậy? Dạ rung. Rung hả? Chào bạn. Anh thích người nào có cục rùi ở đây nè. Rất ấn tượng. Duyên dáng. Duyên dáng. Dễ thương. Có bộ hôm nay em đi đúng ngày đó. Ngồi đúng hướng. Em thích gái đẹp không? Em sợ cái gì? Ủa thì sao sợ? Tại vì gặp cái đẹp không biết nói gì hết trơn. Đi thôi đó hả? Dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau. Nào xin mời. Màn đồng kéo lên. 2 phút. Bắt đầu. Chào ạ. Chào em. Dạ. Tặng nha. Cảm ơn ạ. Em nói nhát gái, gặp cái tặng bông liền. Xin có hỏi vậy thôi. Anh có cảm nhận gì về em? Em dễ thương. Em thấy anh sao? Dạ. Em thấy anh hiền. Dê trắng. Đó, để anh đi tắm nắng. Anh có dê không? Dạ chắc không có dê đâu. Quê anh ở đâu? Anh người thành phố. Nhưng mà anh thích miền Tây. Anh hy vọng có dịp anh chở em về quê. Thì chở liền chứ có gì nữa. Chở liền. Không có dịp nào nữa hết trơn á. Mặt xanh lè ông nội ơi. Trời ơi. Mặt nãy tới tôi về xanh lè rồi. Đúng rồi nha, gái gặp gái mặt xanh lè nổi. À bạn. Được. Được. Và bây giờ các bạn sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định nhấn nút hẹn hò hay không. 3 2 3 1 Sao mà không thấy đâu? Mà làm sao bấm liên tục rồi khánh. Bấm liên tục cái nút luôn. Rồi thôi mời em ra đây. Nhìn mặt là biết rồi.
Giờ sao chút xíu nữa mình chở nhau về Vĩnh Long luôn ha. Lý do tại sao bạn nữ đồng ý về hẹn hò với bạn nam? Dạ, em thấy anh không có dê với lại nhìn an toàn. Coi như thích rồi là cỡ nào cũng được hết trơn á. Rồi, 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 chúc mừng bạn hẹn hò ở đây. Chúc mừng các bạn. Ngồi đi em. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan và xin chào quý vị khán giả. Xin chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Đỗ Xuân Hiệu, mình sinh năm 1989. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình ở Thanh Hóa. Công việc dạ. Hiệu làm gì? Công việc của em là bên quản lý vận hành. Hiện tại em đang quản lý cho một cụm chung cư ở quận 12 ạ. À, quản lý chung cư quận 12. Dạ. Rồi mình ở chung cư đó luôn hay sao? Dạ không, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp. À, em đi làm thì đi đến quận 12 để đi làm. Hiệu ở Gò Vấp, Hiệu ở với ai? Dạ, em ở một mình. Em ở trọ một mình. Ở trọ một mình đúng dạ, không? Dạ. À, Hiệu vào thành phố Hồ Chí Minh bao lâu rồi? Dạ, thưa anh thì em đi học và sau đó đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi. Dạ. Mời nhà gái. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ, em chào chị Ngọc Lan ạ. Em chào anh Quyền Ninh. Em chào anh bên đó ạ. Và em chào tất cả mọi... tất cả các vị khán giả, em tên là Vân, sinh năm 1990 và em đến từ Hưng Yên ạ. Hiện tại thì Vân đang ở đâu? Hiện tại thì em sống ở Hưng Yên ạ. Từ Hưng Yên bay vào đây để ghi hình hả? Dạ vâng, đúng ạ. Tối qua 12 giờ đêm, tối qua em ấy đáp xuống sân bay và vào khách sạn ạ. Ồ, vậy đó hả? Nãy nó Hiểu nó quê, Hiểu ở đâu? Dạ, em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa? Dạ. Rồi, vậy thì hai bạn có cùng đường đi về không nhỉ? Dạ, chung lối về ạ. Nếu mà em biết bạn hôm qua bay vào thành phố thì nhà em cũng gần đó, em có thể đón bạn bất kỳ lúc nào. Trời đất ơi, quá hợp lý luôn. À, bây giờ là chúng ta có một chút chút xíu là hợp lý với nhau rồi ha. Bây giờ nói về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, thưa anh, ưu điểm của em là người một có thể là người hiền hòa, dễ gây thiện cảm với mọi người. Em cũng là một người mà làm việc có kế hoạch. Trong công việc thì em cũng là người có trách nhiệm, em cũng sẵn sàng gọi là chịu được cái áp lực hay khó khăn trong công việc và cũng là người có thể mà dẫn dắt đội nhóm để hoàn thành các công việc. Đối với việc mặt tình cảm thì em cũng là người dễ hài hòa với bạn nữ, em khá là tình cảm và có xu hướng lãng mạn. Em cũng có tính cách luôn nhường nhịn. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì em không tranh cãi với bạn nữ làm gì. Tại vì em quan điểm rằng ấy là người đàn ông thì nên làm việc ở ngoài xã hội, còn những việc trong nhà thì là mình hãy nhường nhịn bạn nữ. Nhường bạn nữ tất cả việc trong nhà. Dạ. Em cũng thông minh quá hả? Em dạ. Nhường khôn ghê vậy á. Thì em cũng nghe các cụ hay là đọc sách nói thì muốn cho em ấm trong nhà thì tốt nhất là nên nhường nhịn bạn nữ. Bà nữ cũng thích gì đâu. Dạ. Muốn cho em ấm trong nhà mình phải dành tất cả những việc làm của phụ nữ trong gia đình. À, dạ. Như vậy mới em ấm. Ngày xưa khác giờ khác rồi em. Hãy giành giật lấy tất cả những việc làm trong nhà, dành với vợ mình, dành với người yêu mình để cho vợ mình, người yêu mình hạnh phúc. Đó là tôi suy nghĩ vậy đó. Không biết đúng không em? Tôi đồng quan điểm ạ. Đồng quan điểm. Anh đồng quan điểm không? Dạ có ạ. Chứ nói mình nhường người ta không tội nghiệp, người ta giờ rửa chén rửa ba. Người ta đã đi làm cả ngày rồi. Giặt áo giữ con này kia, mình nhường hết rồi. Dạ không ạ, khi mà em đi làm về em cũng rất thích là phụ bạn nữ để mà làm các công việc chung. Vâng, thậm chí bạn mệt thì em làm thay cũng không sao hết ạ. Đúng rồi, nhường dạ. Nhường nha. Dạ cái đó là em dành. Em dành đúng rồi, phải dành. Đó, phải nói rõ vậy mới được à. Đúng rồi. À, làm dạ. Spa hả em gái? Dạ vâng ạ. Spa Sài Gòn giờ làm mau giàu lắm em ơi. Vô spa Sài Gòn vừa làm spa vừa bán mỹ phẩm cho chị Ngọc Lan á. Rồi này kia đủ thứ là mau giàu lắm, dọn vô Sài Gòn đi. Dạ thì thực ra em cũng có ý định là sắp tới em muốn vào Sài Gòn để làm việc ấy ạ. Vô đi kiếm mặt bằng quận 12 làm luôn. Làm chung cư có mặt bằng nào thuê không? Dạ nhiều lắm. Nhiều lắm đó chưa? Tạo điều kiện luôn. Vậy là có ý định vô Sài Gòn rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Nếu mà sau cuộc nói chuyện này hợp với nhau đó là dạ. Em phải tìm cách nha, hiểu ha. Dạ em sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng ha. Dạ. Đưa bạn ấy vô Sài Gòn mở tiệm ba gần chỗ em luôn để quản lý, để kinh doanh luôn được không? Dạ được ạ. Trong rồi. Trường hợp mà bạn mới vào có những khó khăn gì thì bạn cứ nhà nghỉ ngơi và tìm hiểu cuộc sống ở đây. Mình sẽ hỗ trợ bạn. Đó. Trời ơi, quá trời hợp lý. Quá hợp lý luôn. À, bây giờ là
mình nói đến chuyện khác đi. Nói về ưu điểm, khuyết điểm của nhà gái nè. Vậy đi. Em ưu điểm thì là hòa đồng, vui vẻ và thích gặp gỡ, giao lưu với bạn bè. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì có nghĩa là em không thích làm việc nhà, cũng không thích nấu ăn. Nhưng mà thực ra từ trước đến nay thì em cũng tự làm hết tất cả thôi, chẳng qua là đó là gọi là... Nói chung mình làm được mà mình không thích làm đúng thôi. Đúng rồi, đúng đó. Rồi. Thấy còn chưa? Tất cả đều là mình làm hết ạ. Nãy em nhường là mệt thế chứ. Em nhường này không có làm gì chân á. À, nhà trai tôi đây dễ thương lắm nha. Nào, để qua hiền coi. Lành. Chào nhà trai. Đó. Hiền lành đàng hoàng. Hồi hộp quá hả? Dạ thì em cũng hồi hộp từ cách đây mấy hôm nữa. Trên đường đi làm về em cũng khá là hồi hộp. Mà bởi vì em cũng suy nghĩ là liệu không biết mình có tương xứng với bạn hay không. Rồi khi lên chương trình mình có thể hiện được gì không, sợ bạn hay là thất vọng thì mình... Không sao, có ông Mai bà mối đứng ở đây, ông Mai bà mối sẽ hỗ trợ cho bạn những cái việc đó. Thật ra với cách của em á nha, với phong thái của em, cách giao tế của em á, thì em chỉ có làm vừa lòng mọi người thôi. Làm quản lý chung cư đâu phải là dễ đâu. Nói chung là phải đi phục vụ biết bao nhiêu con người ở trong cái căn chung cư, ở trong cái khu vực đó. Bây giờ nói cho chị Lan nghe coi là bao nhiêu mối tình rồi. Dạ thì từ khi học đại học đến giờ thì em cũng có 3 mối tình chính thức. Một mối tình thì khi em còn học đại học và tụi em là yêu xa, bạn học ở Hà Nội còn em thì học ở trong này. Rồi. Thì cũng có quen được khoảng 3 năm thì do là khi tốt nghiệp ấy thì là những cái công việc và sự nghiệp ấy nó khác nhau và khoảng cách xa cách nên dẫn đến là tụi em không tới được với nhau thêm. Còn mối tình thứ hai là khi em cũng còn đang bập bẹ đi làm thì là bạn em quen một bạn nữ ở trong này, thì bạn cũng có lúc đó thì em cũng chỉ là làm tổ trưởng kỹ thuật, bạn ấy thì làm bên kế toán và trợ lý giám đốc. Thì quen nhau được cũng khoảng 2 năm thì bạn nữ cũng có nhiều mối quan hệ thêm nữa thì em thấy khó có sự tin tưởng. Không ổn không? Dạ. Rồi, còn mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì cũng là một mối tình khá sâu đậm. Thì tụi em quen nhau được khoảng hơn 1 năm. Thì nhưng mà do bản thân em luôn muốn ổn định và luôn muốn ổn định sự nghiệp, bởi vì bố mẹ hay là mọi người cũng hay dặn là muốn gọi là muốn có sự nghiệp vững thì đầu tiên là phải lấy vợ trước đã. Rồi. Thì em cũng tụi em cũng yêu nhau thì cũng đặt vấn đề với bạn là cưới nhau, nhưng mà do là bạn nữ có thể là còn chưa muốn nghĩ đến điều đó nên em thấy là hai đứa nên tôn trọng quan điểm của nhau và để khỏi mất thời gian của nhau. Rồi. Dạ. Chia tay sớm hơn bớt đau khổ ha. Dạ. Ba mối tình bên nhà gái. Em có mấy mối tình rồi, không phải anh soi mói nhưng mà nói sơ sơ để cho nhà trai người ta hiểu thôi nha. Dạ, em thì cũng tính ra là cũng có 3 mối tình nhưng mà thực ra là mối tình chính thức được gọi là công nhận là người yêu thì chỉ có một thôi ạ. Mấy bởi kia vì là... bởi vì một mối tình là gọi là mối tình đầu ấy, thời đó thì em còn cả hai đứa còn quá trẻ là gọi là chỉ mang tính chất là thích nhau thôi. Nhưng mà cũng chưa bao giờ nói là yêu nhau cả nên là coi như nó qua đi mối tình đầu nó vâng, vậy đó. Mối tình thứ hai đậm hơn chút. Dạ, thì mối tình thứ hai là mối tình mà gọi là chính thức gọi là người yêu ạ. Thì bọn em thì cùng học, đợt đó là bọn em cùng học tiếng để đi Nhật ạ. Thì là bọn em quen nhau là cũng đặt mối quan hệ yêu đương, nhưng mà sau khi sang đến Nhật ấy, bởi vì hai người cùng mới sang nước bạn ấy có nhiều khó khăn rồi khoảng cách xa nữa, thế là bọn em cứ kiểu âm thầm chia tay thôi ạ, chứ à, vậy đấy hả? Và cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì. Rồi. Còn mối tình thứ ba thì là khi gọi là chỉ là tình đơn phương của em thôi. Đơn phương. Vâng, em thích người đó mà người đó không thích em ạ. Tội nghiệp không? Chàng trai nào mà mắt mờ hay sao? Cô gái xinh đẹp vậy, dễ thương vậy mà làm lơ người ta. Thiệt là tình luôn vậy đó. Thôi được rồi, bởi bỏ vậy qua. Bây giờ coi chương trình xong là hối hận nè. Hối hận nè. Đó. Bây giờ nè, anh thấy chàng trai bên kia cũng dễ thương, hiền lành. Cũng chất phát thật thà ha. Anh thấy cũng rất hợp với em. Em đi nước ngoài và bao nhiêu lâu? Em đi từ năm 19 tuổi. Ôi trời, đi bên Nhật á hả? Không, em đi đầu tiên là em qua Đài Loan ạ. Em qua Đài Loan 3 năm, sau đó em có trở về nước và học tiếng khoảng một năm, hơn một năm gì đó để chuẩn bị đi Nhật ạ. Sau đó em qua Nhật 5 năm.
5 năm bên Nhật thì em lại trở về nước khoảng tầm 1 năm, hơn 1 năm đó. Qua đó em làm công việc gì? Đi bên Đài Loan thì em đi làm công nhân bình thường ạ. Còn đi qua Nhật là em đi theo hình thức du học ạ. Và sau khi về nước thì em có qua sinh. Qua Singapore thì em lại đi làm lao động bình thường thôi ạ. Tức là cũng trải nghiệm rất nhiều công việc ở các nước rồi ha. Dạ. Bây giờ mình đã vững vàng rồi, mình về đây. Mình kiếm một cái người để cùng mình xây dựng tổ ấm ha. Dạ. Bây giờ ổn định rồi. Kinh tế tất cả mọi thứ ổn định rồi. Có ràng buộc gì nữa không? Ràng buộc không ạ. Thí dụ như hai đứa yêu nhau có thể dọn vào thành phố Hồ Chí Minh là không ràng buộc gì hết đúng không? Dạ vâng. Ba mẹ thì sao? Ba mẹ em thì có ở với anh trai em rồi. Hiện tại đang ở với anh rồi, trai em. Khỏe re luôn. Rồi. Bên đây cũng ổn ha. Tôi thấy hai người trưởng thành rồi đó. Mình hãy nói với nhau về cái mong muốn có cái người bên cạnh mình như thế nào. Nhà trai. Dạ. Em thì mong muốn bạn gái là một người cũng hiền lành, dễ thương và có chí hướng và có sự nghiệp riêng. Em luôn ủng hộ bạn nữ trong cái công việc hoặc cái sự nghiệp mà bạn ấy muốn xây dựng. Và đối với ngoại hình thì em cũng mong muốn bạn nữ là có ngoại hình ưa nhìn, cao 1m55 trở lên và đừng quá mập. Và em cũng sợ người mập mà lại thay cắn nhau. Đừng nói mập đây, đụng chạm nhiều người lắm. Dạ em xin lỗi ạ. Cái người kế bên đó cũng có vẻ hơi mập mếp. Nghĩ luôn. Như chị Ngọc Lan đây là rất xinh đẹp và vừa vặn đấy ạ. Nói cảm ơn em có con mắt tin tưởng. Thật ra những tiêu chí của em đặt bình thường. Ở bên đây vượt mức. Nhà gái là dư luôn á. Vượt mức hết luôn. Em có điểm gì không thích ở phụ nữ không? Dạ thưa chị, là mỗi người phụ nữ thì sẽ đều có một vẻ đẹp và tính cách riêng. Thì em không có tiêu chuẩn chung gì cho cái người bạn của em. Thì em tin là bạn ấy sẽ có những cái nét đẹp riêng. Nhưng mà em có cái tính cách nào mà em không thích là em không muốn bạn gái mình có không? Dạ đó là nóng tính hay là cục cằn đấy ạ. Nóng tính thì ai cũng có cái nóng tính đó. Tại đa số người ta đôi khi công việc áp lực, stress ta nóng tính. Nhưng vấn đề là cọc cằn á, là thì có thể được ha. Cọc cằn là em yêu cầu là không cọc cằn là anh đồng ý. Còn nóng tính thì ai không nóng tính em ơi ha. Đó là sự bộc phát. Bộc phát rồi. Còn cọc cằn á thì chắc anh ít phụ nữ ít cọc cằn lắm. Ngoại trừ Ngọc Lan thôi. Hay cọc lắm. Cọc lắm, cọc lên mặt khó chịu rồi đó. Mặt nó không cọc. Mặt cái ghét. Nhưng mà cười rất là xinh đó, dễ thương. Em đâu cọc cằn không? Có cọc cằn không? Em không ạ. Không đúng không? Không luôn. Xinh xắn thế này sao cọc cằn được? Yêu cầu tiêu chí của em người đàn ông như thế nào? Người đàn ông thì có một công việc ổn định. Ngoại hình thì ưa nhìn một xíu là được, không cần quá đẹp trai. Cao thì hơn em. Khoảng tầm 1m65 đổ lên ạ. Dư. Dư vậy là được rồi. Đầy đủ luôn. Nói chung là nãy giờ nói chuyện anh thấy rằng thấy là ok, hợp lý. Ok, hợp lý. Đó, bây giờ mình hỏi người thân. Vậy đi. Nhà trai đi với ai? Dạ, thưa chị, em đi cùng với lại hai chị đồng nghiệp của em ở dưới ạ. Rồi. Rồi. Dạ, chào nhà trai. Chào đại diện nhà trai. Dạ vâng, chào anh Quỳnh Linh và em Ngọc Lan. Dạ. Mình là nói tên là Mỹ Hằng nha. Mình là hiệu là sếp trẻ của mình. Mình là nhân viên của bạn ấy. Nhưng mà nếu tính cách theo tính cách của mình nhận xét á, trong quá trình làm việc thì bạn hiểu rất là ok từ vấn đề là trình độ chuyên môn và ngay cả đối xử tất cả với nhân viên ở dưới cấp của mình đó. Và nên cái đó là mình không phải là mình nói cho nhưng quá để được cái gì đâu, đó là thực tế thôi. Còn về cách đây 2 hôm thôi, bạn gọi điện thoại bạn nói là chị ơi, chị đến cái gì bạn muốn hẹn hò. Muốn hẹn hò. Ủa, cái này là không biết là cái này là như thế nào đâu. Nói không, giúp tôi đi. Nói thôi mình đi đi. Bạn cho bạn mau có vợ. Đó, thì mình đi. Thì thứ hôm nay thì mình thấy cũng cái chương trình này cũng hay, nhưng mà cái chương trình này cũng có theo dõi mình ít theo dõi lắm, nhưng mà lên đây thì nãy cái cặp đôi vừa qua mình thấy cũng bổ ích thiệt, cũng hay. Cho nên bây giờ mong muốn của mình là bạn Hiệu mà nên tiếp xúc với bạn mới đây nè. Thì hợp thế thì mau mau để chị em trong công ty có thiệp mời đi dự ha. Rồi trong quá trình nãy giờ đến nay thì mình thấy cái bạn gái thì cũng hiền, ít nói.
Còn cái còn phần còn lại là bạn tìm hiểu thêm nha. Rồi mình xin hết nha. Cảm ơn nhà trai. Con gái đi với ai? Em hôm nay đi với rồi xa ạ. Xôi không lo chuyện đó ha. Để tôi lo. Mọi thứ nó cứ diễn biến thế nào mình cứ chia sẻ đúng với cái sự suy nghĩ của mình thôi. Dạ. Nào. Mở nào. Bắt đầu đi Hiệu. Dạ. Chào bạn. Hôm nay mình có quà. Thì hôm nay là mình rất là may mắn khi được tới đây. Và động lực để mình tới là dựa vào bạn. Hôm nay bạn đã vượt một quãng đường rất là xa đến để tới tham dự chương trình và đi một mình. Mình rất là cảm kích và mình sẽ cố gắng để mà cảm nhận hết được những gì về bạn để mà hai đứa có cơ hội. Mong bạn cũng chiếu cố cho mình. Dạ vâng, em cảm ơn anh từ lâu. Dạ. Mong bạn chiếu cố. Em cũng đang nói chuyện với cư dân luôn đúng không? Dạ. Thì mình rất là run, mình như trình bày ở lúc nãy thì mình đã run từ cách đây mấy hôm rồi. Thì hôm nay thì mình hiện tại đến đây vẫn là đang run. Thì điều đó là cảm xúc chân thật. Thì những gì hôm nay mình nói và những gì hôm nay mình thể hiện ra thì đều là cảm xúc chân thật. Thì mong cùng bạn cũng sẽ ghi nhận điều đó. Dạ. Dạ, để hai đứa có thêm cơ hội. À, dạ vâng, qua những cái chia sẻ của anh á thì anh cũng là ở ngoài Bắc đúng không ạ? Vâng, mình ở ngoài Thanh Hóa. Thì con đường đi thì như anh Linh lúc nãy đã nói rất là thuận tiện. Mình về chỉ cần một đường là có thể về đến nhà ngay. Dạ. Rồi hai bạn về ghế ngồi đi. Dạ. Mình, nhà gái chúng ta cũng có quà tặng cho nhà trai đấy ạ. Quà tặng nữa hả? Rồi. Chào anh, đây là món quà này. Dạ, cảm ơn em. Và đây em cũng có món quà để dành tặng chị Ngọc Lan với cả anh Quyền Linh ạ. Ôi ôi. Cảm ơn em. Quay mặt bên kia Hiệu. Dạ. Thấy làm em si sướng không quý vị? À, trời đất ơi. Quanh nữa hả? Dạ vâng. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, vâng. Cảm ơn bà chủ spa. Rồi. Đây là quà tặng bạn trai này, coi có gì trong đây coi có hợp với mình không? Dạ. Thế em mình xin phép mở. Dạ vâng. Trong đây là một cái phong thư. Vâng, một cái danh thiếp ạ. À, danh thiếp ạ. Dạ vâng. Cái này thì ra là cái một cái câu châm ngôn mà em muốn gửi tặng cái người bạn trai tương lai của em ấy ạ. Vâng, vậy thì mình xin phép đọc cái này được không? Dạ. À, dấu này sắc. Anh Á, em không cần một người chỉ biết nói yêu. Em cần một người biết thể hiện tình yêu đó. Em không cần tình yêu quá lớn, nhưng em cần một tình yêu vừa đủ để em cảm thấy an tâm. Chỉ cần anh còn yêu em, thì cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với anh, thì em vẫn sẽ nắm chặt tay anh, không bao giờ buông. Và cái ai cần là trái tim. Hay quá. À, em tặng có tặng anh một chiếc cà vạt đó. Anh thường có mặc vest. Dạ, thì để cho gần gũi với mọi người thì và cho tính chất công việc cũng chưa cần phải thắt cà vạt nên là mình chưa cần. Nhưng mà dịp này chắc chắn là sẽ có lúc cần. Dạ. Giữ đó, ngày đám hỏi đeo luôn em. Dạ. Dạ. Bởi vì thực ra là em cũng khá là thích một người đàn ông mà mặc vest, nhìn họ rất là chững chạc và nhìn kiểu men mì. Vâng. Thì vest thì mình cũng có một vài cái rồi thì sẽ có lúc cái cuộc hẹn là bạn sẽ buổi hẹn hò đầu tiên là mặc vest cà ravat của em liền. Đúng rồi. Dạ. Dạ vâng, hy vọng thế thì mình về quê nhé. Bởi vì áo đó anh để quê rồi. Rồi. Dạ, rồi. Thôi bây giờ mình về ghế ngồi đi nào. Dạ. Chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau để xem mình học nhau như thế nào. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Thì anh thấy thì em lúc nãy coi cái câu chuyện em chia sẻ đấy thì là em có đi làm việc ở nước ngoài. Cũng có như vậy là cũng là người có ý chí tự lập từ rất là sớm. Như vậy công việc ở đi làm ở bên ngoài thì một thân một mình cũng không phải là dễ dàng gì. Thì chứng tỏ thì anh thấy cảm nhận rằng ấy, em là cô gái mạnh mẽ, có cá tính. Dạ vâng, bởi vì từ nhỏ thì em cũng ít sống cùng bố mẹ thường cũng đi làm xa, lâu lâu mới về một lần ạ. Nên là từ nhỏ em đã có cái tính tự lập rồi.
là khi mà em 19 tuổi mà em bước chân ra ngoài ạ, thì em cũng cảm thấy rất là tự tin. Nói chung là mình sẽ không có cảm giác lo sợ hoặc điều gì đó ở bên ngoài, mà em là người thích được đi ra ngoài khám phá. Nên là với em thì đó là một cái trải nghiệm rất là thú vị ạ. Anh cũng là một người thích lao vào công việc, cũng thích đi ra ngoài khám phá. Nhưng mà muốn làm được những điều đó, và hay khi mình làm những điều đó thì phải có một nơi để trở về, đó chính là cái nơi mà mình yêu thương, chính là ngôi nhà. Thì anh cũng muốn xây dựng một cái ngôi nhà như thế. Em đã từ Hưng Yên bay vào đây, có lẽ là cũng chỉ là một vài hôm nữa em phải trở về đúng không? Dạ vâng, em có đăng ký khách sạn là một tuần ạ. Em một tuần ở đây sẽ ở đây vừa thì... để đằng nào mình cũng vào rồi, nên là mình sẽ ở đây để tìm hiểu và xem cái cuộc sống trong này có phù hợp với cái công việc mà mình muốn phát triển hay không ạ. Như lúc đầu anh đã nói, khi em đã tới đây thì anh vô cùng cảm kích. Thì để bày tỏ cái sự cảm kích đó, anh cũng xin phép rằng em cho phép anh có thể dẫn em đi để giới thiệu và tham quan thành phố, hoặc để tìm hiểu về con người ở đây, phong tục tập quán ở nơi đây, để em xem có sự phù hợp với em không. Và khi em về, nếu mà em chưa đặt vé để về, anh cũng xin phép là đặt vé cho em về. Hoặc nếu mà tiện thì anh cũng sẽ mời em về thăm nhà anh. Dạ, em thật sự rất cảm ơn anh. Dạ. Vào đây thì em cũng thật sự là em không có quen biết bất kỳ một ai trong này. Nên vào đây thì em là một mình, thật sự là đến hôm nay là em cũng chưa biết là mình sẽ đi đâu nữa và đi những địa điểm nào. Thật sự là với em là Hồ Chí Minh hoàn toàn là một con số không đối với em. Em không hiểu biết gì. Nên là nếu mà có anh có thể dành chút thời gian cho em, có thể dẫn em đi đó, thì thật sự em rất cảm ơn ạ. Vậy thì anh nhận đồng ý. Cảm ơn em. Cơ hội ngàn vàng. Có thể ở luôn 2 tuần đi cũng được. Tôi thấy là tìm hiểu cho nó sâu hơn đó. Được rồi đó. Bây giờ mình nói chuyện xa hơn đi. Dạ. Tương lai bao lâu mình dự định sẽ kết hôn? Rồi mình có muốn lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh không? Hay là về quê lập nghiệp như thế nào đó, trao đổi với nhau đó các bạn. Để anh và con trai anh nói trước. Dạ. Thì anh thì đã học tập và sinh sống ở đây một thời gian dài, và công việc của anh hiện tại cũng ở đây, thì nên anh sẽ phát triển công việc ở đây. Và nên là dự định của anh là trong sẽ xin phép em, nếu như em đồng ý hoặc chúng ta quen nhau và được sự đồng ý của em, thì khi đó mới xác định được thời gian. Nhưng mà cơ bản là có thể là năm sau là cũng được. Có nghĩa là nếu mà mình có cảm thấy phù hợp á, thì có nghĩa là trong vòng, ý anh là trong vòng năm sau thì có thể tiến tới hôn nhân phải không ạ? Đúng rồi ạ. Thì nếu mà đã nói đến vấn đề hôn nhân thì em cũng muốn hỏi anh một xíu, đó là ví dụ như kiểu anh đã sống ở đây lâu rồi, vậy thì hiện tại á thì anh đã có nhà riêng chưa, hay là từ đầu chương trình anh đã nói là anh chưa có nhà riêng ạ. Bởi vì nếu mà đã xác định đi đến hôn nhân thì không thể nào vợ chồng con cái lại đi thuê phòng ở. Thì với em đó là chỉ là một chỗ ở thôi, mà em thật sự là em muốn tìm kiếm một mái nhà để trở về, chứ không phải chỉ là một chỗ để ở. Đúng vậy, đó cũng là cái mong muốn của anh, để mà cố gắng làm việc và tích góp để có chung một mái nhà, xây dựng một mái nhà chung. Quan trọng là chúng ta định hướng thôi. Dạ. Có định hướng, có khát vọng, chúng ta sẽ làm được điều đó. Có đôi khi là chưa có vợ, chưa có gì thì mình còn bấp bênh này kia, nhưng khi đã có vợ mình phải có mục tiêu đàng hoàng. Bạn gái nó cũng đúng, chúng ta chỗ ở thì đơn giản quá. Dạ. Chúng ta cần một chỗ để về. Đúng rồi, em cần đó là ngôi nhà của mình. Và cũng không có gì khó các bạn. Với sự nỗ lực của bạn nãy giờ anh thấy đó, em là người cầu tiến, có ý chí cầu tiến, có công việc ổn định. Và nếu như chúng ta cùng hợp, cùng về chung một nhà thì hai bạn anh nghĩ rằng cũng rất đơn giản, mua một cái mảnh đất nào đó nhỏ nhỏ để làm cái ngôi nhà đầu tiên cái đã. Thật ra thì anh nói cái chuyện mà có nhà nó cũng khó đó, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà nếu ta nỗ lực thì nó không khó đấy, không khó gì cả. Minh chứng là anh đã từng có chuyện đó. 38 tuổi anh còn chưa có nhà nữa mà. Thành ra là các bạn không sao hết á. Nhưng mà cái yêu cầu bạn gái anh thấy rất là chính đáng luôn á. Dạ đúng. Nha. Em cũng ở đâu cũng được hết, nhưng cần một nơi để về. Câu này hay đó.
cố gắng lên ha. Dạ. Anh thấy được, anh nghĩ rằng em làm được. Dạ. Nha. Rồi, đi sâu chút xíu nữa. Quan điểm về con cái, về tiền bạc trong thời kỳ hôn nhân, nó quan trọng lắm nha, cái này nó cũng dễ xích mích lắm á. Dạ. Thì quan điểm của em thì cũng phù hợp với một số cái câu nói em đã từng được nghe, đó là muốn người đàn ông muốn sống an nhiên thoải mái đến cuối đời, tốt nhất là giao vấn đề tiền bạc, tiền lương cho vợ quản lý. Và em cũng không thích tự quản lý cái phần chi tiêu này, bởi vì em thích kém trong con số, em chỉ biết đi ra ngoài làm việc thôi. Ừ. Còn về chi tiêu khoản nào thì em không muốn muốn tính đến. Em nghĩ rằng mình còn nhiều việc khác phải làm, thì hãy cái thì để bạn ấy hỗ trợ mình cái vấn đề này. Hỗ trợ. Dạ. Bạn chiếu cố giữ tiền giùm mình. Dạ vâng. Tại vì em kém cái khoản này lắm. Ừ. Mong rằng bạn sẽ. Rồi bây giờ chúng ta bàn tới cái chuyện nó tình cảm hơn, nó sâu hơn nè. Bây giờ mời hai bạn đứng dậy nè. Tiến tới nè, chúng ta nắm tay nhau, trao cho nhau một chút cảm xúc nè. Đó, rồi. Tới cái giai đoạn này các bạn hãy bàn với nhau đi. Các bạn thích sanh con như thế nào? Nếu như các bạn đến với nhau thì các bạn thích sanh bao nhiêu đứa con? Thích con trai đầu hay con gái đầu? Đó, các bạn bàn với nhau đi, nhìn vào mắt nhau. Anh thì anh nghĩ là sinh con thì anh nghĩ là một hoặc hai đứa hợp lý. Dạ. Chứ phụ nữ đẻ sinh đẻ nở cũng là một vấn đề khó khăn. Thì thật ra về vấn đề sinh con thì em cũng bởi vì em xác định là người mà sau này đi cùng em đến suốt cuộc đời là người đàn ông của mình á, nên là em muốn nếu mà có con thì mình sẽ chỉ sinh một đứa thôi, và thời gian còn lại thì mình sẽ dành cho nhau nhiều hơn. Cái thì sau này mình cũng sẽ nuôi con theo kiểu sống một cuộc sống tự lập á, sau này mình cũng không cần phải quá kỳ vọng và sau này về già sẽ phải lương tựa. Mình cũng đồng ý với quan điểm này. Sự tự lập bao giờ cũng là tạo nên một cái con người vững vàng và mạnh mẽ. Thì con cái sau này nếu mà tự lập thì được càng tốt. Yeah. Rồi bây giờ nhà trai có thể hát tặng nhà gái một bài hát nào đó để làm không khí của phim trường nó náo nhiệt hơn không? Thì mình rất thích âm nhạc, cũng hay nghe hát. Tuy nhiên hát không được hay nhưng mà sẽ cố gắng hát một bài. Mình vẫn nắm tay đi, mình hát cho nó tình cảm nè. Dạ. Yeah. Sợ anh nắm tay anh ấy run lại không hát được. Không sao mình nghe. Mình sẽ hát bài một đoạn bài Cô bé mùa đông ạ. Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá liệt cành buông xuống lòng đường, ngồi nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đang yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười, em ước mình là bỗng tuyết ngoài trời để được bay mãi lên thiên đường, một thiên đường tuyết rơi. Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Mùa đông đến gió khiến em se lạnh, đừng lo vì còn tôi đây. Bước cùng với nhau dưới cơn mưa phùn rất lâu, tôi nhìn em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi. Trong ngẩn mắt em thấy lòng lạnh muôn ngàn tuyết rơi. Một mùa đông em đứng đó, một mùa đông êm đềm. Tuyết hồi hộp quá ha. Tuyết rơi hơi hộp à. Bạn gái. Nhà gái nè, nhà gái có chuẩn bị bài hát nè đúng không? Em không ạ, thực ra vấn đề về em là người rất tệ về cái âm nhạc ấy ạ. Em mà hát sợ mọi người chạy hết mất. Rồi, sợ anh sẽ chạy mất thật nên là... Các bạn về ghế ngồi đi. Mời hai bạn về vị trí. Chúng ta chuẩn bị đưa ra quyết định. Hai bạn sẽ đặt bóng tay từ trái ra phía sau. Đây là khoảnh khắc rất là quan trọng để chúng ta có thể có thời gian suy nghĩ, chiêm nghiệm lại những cái nắm tay vừa rồi, những cái lời nói chúng ta đã trao nhau vừa rồi. Xác định lại xem đó có phải là đối tượng mà chúng ta đang đi tìm hay không. Nếu như đúng thì các bạn hãy bấm ngay vào nút bấm đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nhường nút bấm cho người khác. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé.
chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nhà gái không bấm. Sao lại không bấm vậy em? Lý do? Thì thật ra thì em cũng có thiện cảm với anh ấy, nhưng mà để mà đi xa hơn thì em lại chưa có sự rung động. Em cần điều gì ở người đàn ông này nữa? Em có suy nghĩ gì, một cái gì đó mà rung động là nó có chung thôi, nhưng còn cái gì mà em thấy chưa có ở người đàn ông này? Chỉ là sự rung động thôi. Vậy với em hả? Vâng, với em là cái rung động đầu tiên nó sẽ Theo em thì thế này, thì là có câu là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Hôm nay bạn ấy trong trường quay này có nơi nhiều người và cũng một bối cảnh cũng khó mà rung động, thì việc chưa có rung động là bình thường. Bạn ấy đã làm theo cái con tim của mình tại thời điểm này, thì em tôn trọng cái quan điểm của bạn. Anh rất thích em luôn đó. Anh rất thích cái tính của chàng trai này nha. Thật ra đây là một mẫu người mà anh nghĩ là người phụ nữ đang hướng tới đó. Có thể tình yêu là một lĩnh vực khác, không có rung động, chúng ta không cảm nhận điều đó thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng rồi từ từ, ngoài không gian này, em cũng sẽ rung động sau 7 ngày em ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho dù bạn không bấm nút thì em vẫn luôn sẵn lòng đưa bạn đi khám phá. Cứ đưa em tới đâu hay tới đó. Cứ đưa tới nơi, về tới chốn luôn. Nha. Sau 7 ngày thông báo lại cho anh biết. Có gì anh phụ em cho. Vâng, em cảm ơn anh. Bằng mọi giá. Không, em dễ thương đó em. Vâng. Rồi, thôi thì trên sân khấu có thể là diễn ra những cái cảm xúc như vậy. Nhưng mà anh nghĩ rằng ngoài đời đôi khi chúng ta sẽ thay đổi cảm xúc đó. Rất nhiều bạn ở đây không bấm, nhưng bây giờ cưới nhau rồi, đẻ con luôn rồi đó. Thông báo cho tụi em biết vậy đó nha. Thôi thì mình chấp nhận điều đó thôi. Rồi cái gì đến, nó sẽ đến nếu như chúng ta cố gắng. Xà bông của Quyền Linh bán ngoài chợ, nước rửa tay nè, rửa chén, lau sàn ra chợ bán. Em mua về bỏ chung cư cũng được, giới thiệu chung cư giùm anh. Dạ, thế thì em xin thông tin để em liên hệ. Đó, Amity gõ lên mạng có liền. Dạ, dạ. Bán 3 năm này ế quá mời. Bán hoài bán không ai mua chứ. Trong tháng tới em sẽ đề xuất để xe mà đem chung cư vô nha. Chung cư bên em sử dụng. Trời ơi, mừng quá, đủ đất luôn. Chúa tể của marketing. Rồi, tặng em nha. Rồi, sử dụng đi, tốt lắm. Ở ngoài Hương Yên có luôn. Có luôn hả? Bán ngoài Hương Yên nhiều lắm luôn. Em mới bán không được 4 chai ngoài Hương Yên á. Mỗi lại con trai thôi đó. Còn đây là Lu Lu Lu, thương hiệu mặt nạ tại Nhật Bản. Một thương hiệu về mỹ phẩm giúp cho bạn tươi trẻ hơn, nhanh chóng, hạnh phúc hơn. Xin được gửi tặng cho nhà gái. Dạ. Rồi. Chúc cho mỗi đứa sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình. Dạ. Chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và quan trọng nhất là có nhà để trở về. Dạ, em cảm ơn. Anh tin rằng em làm được ha. Ok. Cố gắng. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình.